Xin chào tất cả các bạn. Du học Mỹ là ước mơ của rất nhiều các bạn trẻ. Tuy nhiên thì việc thực hiện được ước mơ này cũng không hề đơn giản, đặc biệt là việc giành được những suất học bổng từ các trường đại học danh tiếng tại Mỹ. Thì đến với chương trình Tìm hiểu du học Mỹ ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ và trao đổi với quê hương là chuyên viên tư vấn du học Mỹ đến từ công ty Tân Đại Dương để cùng nghe chị chia sẻ một vài bí quyết giúp bạn săn được học bổng du học Mỹ cũng như là những điều cần biết trước khi chuẩn bị hành trang du học Mỹ các bạn nhé. Xin chào Quế Hương. Chào Mai và các bạn. Vâng, thì khi mà muốn xin học bổng du học Mỹ thì việc chuẩn bị hồ sơ học lực là bước vô cùng quan trọng đúng không vậy ạ? Vậy thì Quế Hương có thể giải thích cho các bạn cụ thể hơn là một kết quả học tập như thế nào thì được xem là tốt nhất và ấn tượng để xin được học bổng vậy ạ? Điều đầu tiên đó là về phần điều kiện về học lực, về trình độ tiếng Anh khi đi du học Mỹ. Thì các trường học tại Mỹ không có một chuẩn chung cố định nào về điều kiện học lực cũng như trình độ tiếng Anh khi xét hồ sơ du học của các sinh viên. Mỗi trường khác nhau có thể có những cái yêu cầu về đầu vào khác nhau. Tuy nhiên thì để được chấp nhận vào học tại các trường trung học phổ thông và cao đẳng ở Mỹ chỉ cần đạt ở mức trung bình trở lên mà thôi đó Mai. Riêng đối với các trường đại học thì bạn nên có điểm trung bình học tập tối thiểu là từ 6.5 thì hồ sơ của bạn mới có cơ hội được chấp nhận. Mặt khác, ở một số các ngành đặc biệt như là y, dược, luật, hội họa, kiến trúc, vân vân, ngoài thành tích học tập vượt trội thì điều kiện để được chấp nhận vào học còn phải dựa vào một số các yếu tố thể hiện khả năng của bạn về chuyên ngành mà mình mong muốn theo học. Yêu cầu về trình độ tiếng Anh thì thông thường khi đăng ký học chương trình trung học phổ thông, bạn không bị bắt buộc phải thi IELTS hay TOEFL, thì các bạn chỉ cần là một bài kiểm tra test khi có tên là SLEP và đạt khoảng chừng 45 điểm trở lên mà thôi. Bài này thì có thể làm tại các văn phòng du học được trường chỉ định tại Việt Nam hoặc là làm trực tiếp tại trường. Trong trường hợp điểm SLEP của bạn không đạt yêu cầu thì bạn có thể là chuyển sang trường khác để học chương trình trung học phổ thông với điều kiện trường có cung cấp khóa học tiếng Anh cho bạn và phải được ghi rõ trong mẫu form E20. Form E20 là một loại tài liệu theo quy định của Sở Nội vụ Mỹ được cấp bởi các trường cao đẳng, đại học và trung học, thể hiện các thông tin quan trọng hỗ trợ cho quá trình cấp visa hay thay đổi trạng thái visa. Form này cũng bao gồm thông số về sinh viên, hỗ trợ cho việc quản lý học sinh trong hệ thống service, gọi tắt là Student and Exchange Visitor Information System của Mỹ. Đối với cấp bậc cao đẳng, yêu cầu đầu vào về tiếng Anh là điểm IELTS đạt từ 5.5 hay TOEFL IBT đạt 61 điểm trở lên. Ở bậc đại học và cao học thì mức yêu cầu sẽ cao hơn. Thông thường IELTS là từ 6.0 đến 6.5 và TOEFL IBT từ 79 đến 90 trở lên. Một số trường không bắt buộc bạn phải cung cấp các chứng chỉ này khi nộp hồ sơ mà cho phép bạn tham gia một khóa học tiếng Anh trước khi đăng ký học khóa chính. Các khóa học tiếng Anh có thể được giảng dạy ngay tại trường hoặc là bạn có thể đăng ký học tại bất kỳ một đơn vị giáo dục nào khác mà có liên kết với nhà trường. Ngoài ra, khi đăng ký học bậc thạc sĩ trở lên tại đại đa số các trường đại học, bạn có thể là được yêu cầu cung cấp thêm về điểm GMAT hoặc điểm GRE tùy từng ngành mà bạn chọn. Vậy thì còn đối với việc chuẩn bị một bộ hồ sơ du học Mỹ đầy đủ thì cần tiến hành ra sao và phải mất thời gian là bao lâu vậy ạ? Thì thực tế cho thấy những hồ sơ dễ dàng thành công đạt visa gần đây thường là những hồ sơ có sự chuẩn bị tốt về tiếng Anh trước khi tham gia phỏng vấn visa. Những bạn có kế hoạch và chuẩn bị chu đáo cho việc học tập của mình tại Mỹ thì dễ thuyết phục các viên chức lãnh sự quán hơn khi trình bày về kế hoạch học tập của mình. Về quy trình làm một bộ hồ sơ du học, thông thường được chia thành hai bước chính là bước chuẩn bị hồ sơ xin học và hoàn tất hồ sơ xin visa. Về hồ sơ xin học tại Mỹ thường bao gồm đơn xin học có thể điền trên trang mạng hoặc tải mẫu đơn từ website của nhà trường, bảng điểm học bạ từ 2 đến 3 năm gần nhất kèm theo bản dịch tiếng Anh, phí xét đơn xin học có thể thanh toán trực tiếp trên mạng hoặc chuyển tiền từ ngân hàng, bằng cấp chứng chỉ tiếng Anh nếu có như là IELTS, TOEFL hoặc là điểm SLEP, v.v. thư giới thiệu của giáo viên dành cho sinh viên xin học đại học hoặc cao học. Riêng đối với bậc cao đẳng trở lên thì phải nộp thêm cái xác nhận năng lực về phần tài chính. Các chứng chỉ đặc biệt khác đối với các hồ sơ xin học, các chương trình như là y, dược, luật, hội họa, v.v. Nếu xin học tại những trường danh tiếng thì có thể bạn sẽ phải nộp thêm một bài luận cá nhân hoặc phải tham gia một buổi phỏng vấn qua điện thoại nếu trường thấy cần thiết. Thời gian xét hồ sơ xin học tại các trường ở Mỹ không giống nhau, bạn nên chuẩn bị và nộp hồ sơ thật sớm trước ngày khai giảng. Và thời gian thông thường là khoảng từ 3 đến 5 tháng đối với bậc học trung học phổ thông và có thể là từ 10 đến 15 tháng cho các bậc đại học và sau đại học. Về quy trình xin thị thực du học Mỹ thì ngay khi có thư mời nhập học gọi là E20 thì kèm theo mẫu form
cho trường cấp thì bạn phải tiến hành chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu hỗ trợ cho việc xin visa. Thời gian xin thị thực du học Mỹ thường thông không kéo dài. Bạn có thể nhận được kết quả visa ngay trong khoảng từ 3-5 ngày hoặc chậm nhất khoảng 4 tuần đối với các hồ sơ đặc biệt. Và các tài liệu cần thiết để xin visa để đi du học như sau. Đó là phải có đơn xin visa, điền trực tiếp trên mạng và ký tên đầy đủ. Xác nhận đóng phí an ninh nội bộ, trả thực trực tiếp trên mạng và in xác nhận. Biên lai đóng phí phỏng vấn nộp tại ngân hàng Citibank. Hộ chiếu cá nhân còn giá trị, một ảnh thẻ 5x5 theo quy định chuẩn của Đại sứ quán Mỹ là theo phong nền trắng. Các giấy tờ về học tập cũng như các giấy tờ tùy thân như là chứng minh thư, hộ khẩu, hộ chiếu, v.v. Và các giấy tờ để chứng minh tài chính đó chính là ví dụ có kinh doanh thì phải có giấy phép kinh doanh chẳng hạn, hoặc là có những cái giấy liên quan đến công việc làm của ba mẹ. Rồi ngoài ra tùy vào hồ sơ mà viên chức visa có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm hồ sơ để hỗ trợ cho quá trình xét duyệt visa nữa. Vâng, thì đối với việc đáp ứng những thủ tục hồ sơ cho đúng chuẩn để có được visa du học Mỹ trong tay, thì ngoài ra Quế Hương có thể chia sẻ bí quyết cách xin học bổng hay là cách xin giảm học phí khi đi du học Mỹ cho tất cả các bạn biết được hay không? Đây là một câu hỏi chung mà nhiều học sinh sinh viên Việt Nam quan tâm. Học bổng thường dành cho những đối tượng học sinh có thành tích học tập cao và những thành tích cá nhân nổi trội khác. Có nhiều loại học bổng khác nhau bạn có thể xin. Tuy nhiên ở đây tôi chỉ có thể là đưa ra cách xin học bổng sao cho thành công nhất. Và khi xin học bổng, đặc biệt là những học bổng cao, bạn sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho hai bước quan trọng. Đó chính là chuẩn bị hồ sơ thật ấn tượng và trả lời phỏng vấn sao cho thật lưu loát và thành công và thuyết phục. Để chuẩn bị một bộ hồ sơ ấn tượng thì là một bộ hồ sơ không chỉ là đảm bảo đạt các yêu cầu cơ bản về thời hạn nộp hồ sơ và số tài liệu được yêu cầu, mà bạn còn phải thể hiện được sự khác biệt và nổi bật trong hàng ngàn hồ sơ mà trường nhận được, trong đó bài luận sẽ là điểm nhấn quan trọng nhất. Bài luận chính là sự mở đầu cho cơ hội của bạn và là chìa khóa cho thành công của bạn. Bài luận là nơi thể hiện thành công chỉ ở những điểm mạnh của bản thân, mà còn thể hiện được sự khả năng viết và tư duy của chính bản thân mình. Chính vì sự quan trọng của bài luận nên bạn sẽ phải biết dùng cái sự khéo léo, sáng tạo để dẫn người đọc đi đến những gì bạn muốn viết. Viết một bài luận thì không quá khó, nhưng cũng không hề đơn giản, vì ở Việt Nam, chúng ta ít sử dụng hình thức này. Nhiều học sinh, sinh viên đã phải bỏ ra cả tháng trời để tìm hiểu thông tin trước khi bắt tay, và phải mất cả tháng tiếp theo để chỉnh sửa cho hay và đúng theo ý muốn của chính bản thân mình. Và không có một chuẩn mực cố định nào cho một bài luận hay, nên người viết hoàn toàn chủ động trong việc dẫn dắt người đọc. Tuy nhiên bạn cần chú ý một số điểm như là độ dài của bài luận, nội dung cần chuyển tải như thế nào và văn phong cá nhân phải viết ra sao. Và theo kinh nghiệm của những học sinh, sinh viên đã đạt học bổng thì bài luận mang được dấu ấn tốt á, thì và dấu ấn riêng của chính bản thân mình sẽ được đánh giá cao hơn rất là nhiều so với những cái ứng viên khác. Trong bài luận thì bạn phải tập trung cơ hội để làm nổi bật điểm mạnh của bản thân. Bạn cũng đừng ngại để thể hiện cái tôi của riêng mình, nhưng quan trọng là phải tránh sa đà vào cái lối hành văn quá hoa mỹ, dài dòng. Độ dài của bài luận là từ 600 đến 900 chữ. Và bài luận cũng phải xúc tích và thể hiện được dự định về nghề nghiệp, khát vọng học tập và khả năng đóng góp cho xã hội trong tương lai. Và một vài sinh viên khi viết luận lồng vào cả những cái kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế từ những cái câu chuyện, hình ảnh thật của bản thân. Và đây là một trong nhiều cách ghi điểm hay nhất đối với dạng hồ sơ xin học bổng mang tính cạnh tranh cao. Để làm sao trả lời phỏng vấn thật thành công thì khi xin những học bổng lớn hay học bổng của các trường danh tiếng, thường ứng viên phải trải qua thêm một bước cuối cùng là phỏng vấn thị trường quyết định bạn có xứng đáng nhận được học bổng hay không. Việc phỏng vấn có thể được thực hiện trực tiếp hay từ xa qua điện thoại hoặc là qua các công cụ hỗ trợ khác. Để có kết quả tốt trong buổi phỏng vấn, bạn nên tìm hiểu thật kỹ về trường, về ngành học, về đất nước và khu vực nơi bạn chọn học. Bạn cũng nên chắc chắn là trình độ tiếng Anh của bạn, đặc biệt là kỹ năng nghe và nói vào thời điểm đó cũng phải vượt trội. Trước ngày phỏng vấn, bạn nên đứng trước gương hay là cùng bạn bè, người thân thực hành cách trả lời phỏng vấn làm sao mà bạn nghĩ có thể là bạn sẽ được hỏi và bạn trả lời sao cho thật thuyết phục. Khi phỏng vấn trực tiếp, bạn nên nhìn thẳng một cách thân thiện với người phỏng vấn, đó là người đối diện mình, thể hiện nét mặt tươi vui và ăn mặc lịch sự nhẹ nhàng. Khi trả lời qua điện thoại thì cố gắng phát âm từ tốn, rõ ràng và tránh có những câu trả lời chung chung gây nhàm chán.
Một kinh nghiệm nữa cho sự thành công khi phỏng vấn là bạn cũng phải chủ động và có thể sẵn sàng đặt các câu hỏi hay phản bác để bảo vệ quan điểm của mình trước người phỏng vấn. Và buổi phỏng vấn là một buổi trao đổi thông tin hai chiều nên người phỏng vấn sẽ đánh giá cao nếu bạn làm cho họ nhận ra được giá trị thực sự của bạn đối với họ và đối với xã hội. Thì nhìn chung so với sinh viên quốc tế thì sinh viên Việt Nam đôi khi học rất giỏi nhưng cách trình bày hồ sơ chưa thực sự ấn tượng và sáng tạo. Và khi được phỏng vấn bằng tiếng Anh thì lại khá là bối rối và trình bày không mạch lạc. Nếu khắc phục được hai yếu tố này thì cơ hội nhận được những học bổng giá trị của bạn hoàn toàn trong tầm tay mà thôi. Ồ, vậy thì các bạn có thể tìm kiếm và theo dõi những suất học bổng này là ở đâu vậy Quý Hương? Một số trang web bạn có thể tham khảo để xin học bổng như là petersons.com, educationusa, freshweb.com, smexpress.com, collegebar.com, internationalscholarships hoặc là scholarshipexpert.com hoặc là collegescholarships.com v.v. Thì để biết được những cái trang web này một cách cụ thể như thế nào, các bạn có thể lên trực tiếp website của công ty để thấy được những cái đường link để các bạn có thể link vào và tìm được những cái học bổng cho chính bản thân mình. Còn về vấn đề nhà ở thì khi du học Mỹ thì các bạn sinh viên có được hỗ trợ về việc tìm nhà hay không? Và đối với việc ở nhà dân hay là ký túc xá thì có những thuận lợi hay là khó khăn gì vậy ạ? Trước khi đi du học thì sinh viên quốc tế thường được trường cung cấp đầy đủ các thông tin về hình thức nhà ở để chọn lựa. Các thông tin này đều được nhà trường tìm hiểu kỹ thông qua một số văn phòng hay một đội ngũ nhân viên hỗ trợ sinh viên quốc tế trước khi cung cấp cho sinh viên. Và tuy nhiên ở một vài thời điểm như sát ngày nhập học thì sự lựa chọn đôi khi không được thoải mái cho lắm, nên các bạn cần phải có một kế hoạch rõ ràng, càng sớm càng tốt. Có hai loại hình nhà ở tại Mỹ, đó là ở nhà dân và ký túc xá. Ở nhà dân hay còn gọi là ở homestay, hình thức này khá phổ biến đối với du học sinh trên 18 tuổi khi đi du học. Học sinh sẽ ở cùng với một gia đình người bản xứ do trường tìm giúp. Một gia đình có thể là có một hoặc là nhiều hơn một học sinh quốc tế đến ở. Mỗi sinh viên có thể là có một phòng ngủ riêng. Học sinh có thể là được phục vụ nấu ăn hai bữa trên một ngày, là bữa sáng và bữa tối, hoặc tự túc hoàn toàn phần ăn tùy theo nhu cầu, sở thích ăn uống của mỗi học sinh. Ở cùng gia đình người bản xứ không chỉ giúp học sinh mở rộng kiến thức về văn hóa Mỹ mà còn nâng cao khả năng nói tiếng Anh. Trong thời gian đầu mới sang du học, phụ huynh học sinh khá an tâm với loại hình nhà ở này vì con em họ được gia chủ quản lý và giúp đỡ một phần nào đó. Khi đăng ký vào homestay thì du học sinh phải ký hợp đồng ở trong một thời gian tối thiểu khoảng chừng 4 tuần và sau đó tùy tình hình cụ thể học sinh có thể là xin ở tiếp hoặc là di chuyển ra chỗ khác và phải báo với gia đình người bản xứ thường ít nhất 2 tuần trở lên. Việc trả tiền thuê nhà rất linh hoạt, học sinh có thể là trả định kỳ 2 tuần một lần hoặc là trả theo tháng, theo quý nếu muốn. Học sinh có thể tự đóng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho chủ nhà. Nếu muốn ở gần trường thì sinh viên nên chọn ký túc xá. Sinh viên cũng thích ở ký túc xá vì rất thuận lợi cho việc sử dụng các dịch vụ công cộng khác như thư viện, khu thể thao, thể hình, các câu lạc bộ, khu vui chơi, ăn uống, giải trí, v.v. Và hơn thế nữa, ở ký túc xá sinh viên không mất nhiều thời gian đi lại cũng như có nhiều cơ hội giao lưu cộng đồng với sinh viên quốc tế. Ở ký túc xá cũng là cách giúp các bạn sinh viên tự quản về bản thân và ký túc xá thường có các quy định khá khắt khe và yêu cầu sinh viên phải tuân theo. Tuy nhiên, khó khăn chung khi chọn ký túc xá là chi phí quá đắt so với việc thuê nhà riêng hoặc là ở bên ngoài nhà trường. Khu ký túc xá có nhiều loại để học sinh chọn lựa như loại phòng nam hoặc phòng nữ, ở khu riêng biệt hay nam nữ ở chung một khu. Thường thì mỗi phòng có một hoặc là hai học sinh đồng giới. Một số trường còn cung cấp loại nhà ở dành riêng cho du học sinh cũng đã có gia đình rồi. Tuy nhiên, số lượng nhà ở thuộc loại này thường rất hạn chế và đắt đỏ. Sinh viên có thể thuê loại phòng ở có phòng tắm, nhà vệ sinh riêng hoặc là dùng chung với 6 đến 10 sinh viên khác tùy theo mục đích sử dụng và điều kiện kinh tế của gia đình. Vâng, thì qua đây Quế Hương có lời khuyên nào giúp cho sinh viên Việt Nam thích nghi nhanh với môi trường sống và nền văn hóa mới, tránh những cú sốc văn hóa lúc mới sang Mỹ hay không? Theo nhà nhân chủng học người Mỹ Cavero Obert thì sốc văn hóa là một thuật ngữ dùng để miêu tả trạng thái lo lắng và cảm giác ngạc nhiên, rối loạn, bối rối, v.v. khi một người nào đó tiếp xúc với một môi trường sống có sự khác biệt về văn hóa, xã hội. Nó gây ra tình trạng khó hòa nhập trong môi trường mới và thường không biết nên làm gì cho phù hợp với hoàn cảnh như vậy. Vấn đề này thường cũng xảy ra đối với các du học sinh khi đi du học xa nhà, trong đó có du học sinh Việt Nam khi du học tại Mỹ.
Có nhiều biểu hiện của du học sinh Việt Nam khi bị sốc văn hóa gây ra khó khăn trong việc hòa nhập với môi trường đa quốc tịch và đa văn hóa tại Mỹ. Nhiều bạn tỏ ra choáng vì sự quá tự nhiên của các cặp đôi nơi công cộng hay những phong cách ăn mặc, rồi trang điểm khác thường chẳng thể nào thấy ở Việt Nam. Có bạn thì cảm thấy thất vọng vì trình độ Anh ngữ thuộc loại khá giỏi của mình, thậm chí còn không thể nghe hiểu một số câu từ đơn giản khi tiếp xúc với giảng viên cũng như người dân bản địa. Bạn lại cảm thấy bất ngờ vì cách dạy học không giống như ở Việt Nam hay ngạc nhiên với những quyển giáo trình dày cộp và đắt đỏ. Một số bạn tỏ ra chán nản vì không thể chịu được những bữa ăn nhanh được chế biến theo kiểu công nghiệp. Đặc biệt là nhiều bạn thường cảm thấy bị tổn thương trước những lời góp ý thẳng thắn của người nước ngoài. Những tác động như vậy không ít thì nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các bạn trong quá trình học tập. Lý do học sinh, sinh viên Việt Nam thường gặp sốc văn hóa khi đi du học là do sự khác biệt tự nhiên giữa các nền văn hóa. Một phần lớn nữa là do các bạn Việt Nam thường quen với sự bao bọc và chăm sóc của bố mẹ ở nhà. Nên khi bắt đầu ở một môi trường mới, ở một trường học mới, lại là môi trường tự lập như là Mỹ thì không tránh khỏi những bỡ ngỡ và khó khăn ban đầu. Tuy nhiên, với sự phát triển của thông tin và các phương tiện truyền thông đại chúng hiện nay thì sốc văn hóa không còn là nỗi lo lớn đối với du học sinh Việt Nam. So với cách đây vài năm thì sinh viên Việt Nam hiện nay khá năng động, thì các bạn thường chủ động trang bị cho mình những kiến thức hữu ích trước khi lên đường đi du học sang Mỹ. Một trong những cách tốt nhất để tránh khỏi những cú sốc văn hóa là mình phải luôn luôn tự cập nhật thông tin cho chính bản thân mình. Hãy tìm hiểu càng nhiều càng tốt về văn hóa Mỹ, đặc biệt là văn hóa của các vùng miền nơi mình sắp tới theo học. Và chuẩn bị các kỹ năng kiến thức cho mình sẽ giúp cho bạn sẵn sàng cho mọi thách thức, thay đổi. Từ đó thì dễ dàng thích nghi và trải nghiệm cuộc sống mới, tạo cảm giác hứng thú trong quá trình học tập. Các bạn cũng có thể tham khảo những người đi trước về những khó khăn họ gặp phải liên quan đến sự khác biệt văn hóa để từ đó rút ra những kinh nghiệm sống cho chính bản thân mình, giúp bạn có thể nhanh chóng thích nghi khi sống xa nhà. Việc này có thể là thông qua báo chí, internet, phim ảnh, các diễn đàn du học, các buổi giao lưu trực tiếp với các đại diện trường hay các cựu du học sinh. Ngoài ra, các bạn cũng cần phải sẵn sàng cởi mở hơn để tiếp nhận cái mới, cái lạ. Tất nhiên phải biết trách lọc, học hỏi cái hay và dè chừng cái xấu, và chia sẻ những tinh hoa văn hóa của dân tộc mình với bạn bè trên thế giới. Có như vậy thì bạn sẽ thấy được cuộc sống đa dạng, đa sắc màu, giúp cho bạn thêm động lực để học tập thật tốt. Sốc văn hóa đôi khi cũng mang đến cho bạn hiệu ứng tích cực. Kiểm soát được vấn đề này là bạn đã biết vượt qua khó khăn và rèn luyện bản thân mình nhiều hơn. Sốc văn hóa cũng giúp cho bạn nhớ lâu hơn, ấn tượng hơn về một nền văn hóa khác, giúp cho cuộc sống sau này của bạn thêm nhiều ý nghĩa. Xin cảm ơn Quý Hương rất là nhiều về những thông tin cũng như là những chia sẻ vô cùng thiết thực dành cho những bạn đang và sẽ chuẩn bị hành trang du học Mỹ. Và để có thể lắng nghe nhiều hơn về những kinh nghiệm khi xin visa du học Mỹ thì các bạn hãy truy cập vào website của chúng tôi, đó chính là tandaiduong.edu.vn. Ngoài ra, các bạn còn có bất kỳ những thắc mắc nào về du học Mỹ thì hãy gọi điện thoại cho chúng tôi qua số điện thoại là 0838484879. Địa chỉ của chúng tôi là 148-1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra thì chúng tôi còn có hai văn phòng khác là ở quận 5 và tại thành phố Nha Trang. Lưu ý là Tân Đại Dương không có văn phòng ngoài Hà Nội nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.